cùng chào đón quý vị khán giả đến với khung giờ quen thuộc của Khát Vọng Lạc Hồng. Và ngày hôm nay là trận đấu chí 10. Như vậy là chúng ta đang đi đến những chặng đua cuối cùng của hành trình Khát Vọng Lạc Hồng mùa 2 năm 2023. Và trận đấu chí 10 ngày hôm nay, chúng ta sẽ tìm ra thí sinh đầu tiên bước vào trận tranh tài 4, trận tranh tài cuối cùng để tìm ra thí sinh cuối cùng bước vào trận chung kết 5. Thế nhưng đó là chuyện của tương lai. Và ngày hôm nay, trận đấu chí 10, chúng ta sẽ cùng chào đón đến trường quay S8 là 4 chàng trai khôi ngô tuấn tú đến từ 4 ngôi trường Phù Ninh, Cẩm Khê, Thanh Sơn, thị xã Phú Thọ. Và họ mang đến theo đây là sự tự tin và những kiến thức của mình để họ chứng tỏ bản thân, và mang theo cả rất nhiều những người bạn thân yêu nữa. Sẽ có rất nhiều những điều thú vị và bất ngờ mà cả 4 chàng lính ngự lâm sẽ cùng đem đến cho quý vị. Và quý vị đã chuẩn bị tay chưa ạ? Chúng ta cùng chào đón 4 thí sinh đến với trận đấu chí 10 ngày hôm nay. Cùng chào đón ở vị trí số 1 là bạn Lê Hải Đăng đến từ trường Trung học phổ thông thị xã Phú Thọ. Ở vị trí số 2 là bạn Quất Trung Kiên đến từ trường Trung học phổ thông Cẩm Khê. Cùng chào đón vị trí số 3 là bạn Lưu Tiến Dũng đến từ trường Trung học phổ thông Phù Ninh. Và xuất phát ở vị trí số 4 là bạn Nguyễn Công Thành đến từ trường Trung học phổ thông Thanh Sơn. Và một lần nữa xin được chào đón cả 4 thí sinh đến với vị trí của mình trong trận đấu chí 10 ngày hôm nay. Và chúng tôi cũng xin được cảm ơn các nhà tài trợ VNPT Vinaphone Phú Thọ, Công ty Cổ phần Giáo dục Quốc tế EduGo, Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sữa và Dinh dưỡng Quốc tế Natrumark, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hải Linh, Thẩm mỹ Hoàng Tuấn, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Công nghệ HPT Hà Nội, Công ty Cổ phần Dịch vụ Sen Hồng, Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì, Công ty Cổ phần Gốm sứ CTH, Công ty Trách nhiệm hữu hạn IK Việt Nam, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thiên Hòa An, Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch Âu Việt, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hùng Vương, Công ty Điện lực Phú Thọ, Công ty Cổ phần Xi măng Vsem Sông Thao đã đồng hành cùng Khát Vọng Lạc Hồng. Còn bây giờ chúng tôi xin được nồng nhiệt chào đón các quý vị đại biểu khách quý. Chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu nhà báo Đào Xuân Quỳnh, Phó Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Phú Thọ. Xin được trân trọng giới thiệu nhà báo Đặng Chí Thành, Phó Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Phú Thọ. Xin được trân trọng giới thiệu nhà giáo ưu tú Phùng Quốc Lập, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Phó trưởng ban tổ chức game show Khát Vọng Lạc Hồng. Xin được trân trọng giới thiệu Phó Giáo sư Tiến sĩ Phan Thị Tình, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Hùng Vương, Phó trưởng ban tổ chức game show Khát Vọng Lạc Hồng. Đại diện các nhà tài trợ, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Đăng Khoa, Phó Giám đốc Trung tâm Kinh doanh VNPT Phú Thọ. Ông Quách Trung Ánh, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Giáo dục Quốc tế EduGo. Ông Nguyễn Hữu Tiến, Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sữa và Dinh dưỡng Quốc tế Natrumark. Bà Đặng Thị Thu Hà, Phó Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hùng Vương. Về phía các nhà trường, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu thầy giáo Vũ Mạnh Trường, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Phù Ninh. Cô giáo Phạm Thị Cẩm Anh, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Cẩm Khê. Thầy giáo Ngô Tùng Lâm, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Thanh Sơn. Và cô giáo Phạm Thị Phụng, Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông thị xã Phú Thọ. Tới dự chương trình ngày hôm nay còn có sự hiện diện của ban cố vấn là các giáo viên cốt cán của Sở Giáo dục và Đào tạo. Chúng tôi cũng xin được chào đón sự có mặt cổ vũ nhiệt tình của quý vị khán giả, các bậc phụ huynh, các thầy cô giáo, các em học sinh đến từ 4 ngôi trường. Và một lần nữa chúng ta cùng chào đón cả 4 thí sinh đang đứng ở vị trí của mình trong trận đấu chí 10 ngày hôm nay. Và trước mặt các em lúc này đang là chiếc biểu trưng của Khát Vọng Lạc Hồng mùa 2 năm 2023. Và đó là món quà mà ban tổ chức muốn gửi tới cho các bạn, đem đến cho các bạn những nguồn năng lượng tích cực nhất để giúp cho các bạn sẽ có được những kết quả tốt nhất trong trận đấu chí 10 ngày hôm nay. Lúc này thì các em có thể giơ cao chiếc biểu trưng này để thể hiện sự quyết tâm của mình. Và bây giờ sẽ là màn chạy đà của tất cả các thí sinh. Hãy tiến lên và giành lấy ưu thế. Chúng ta cùng khởi động. Phần thi khởi động. Trong thời gian 60 giây, mỗi thí sinh trả lời nhanh 10 câu hỏi. Trả lời đúng mỗi câu được 10 điểm. Trả lời đúng 5 câu liên tiếp được cộng thêm 20 điểm. Thí sinh có quyền nói bỏ qua nếu không trả lời được câu hỏi. Điểm thi tối đa phần thi là 140 điểm. Người bắt đầu phần thi này là thí sinh đứng ở vị trí thứ nhất.
Người sẽ xuất phát đầu tiên trong trận đấu 90 ngày hôm nay là bạn Hải Đăng đến từ trường Trung học phổ thông thị xã Phú Thọ. Xin chào Hải Đăng. Vâng, lời đầu tiên thì cho em xin phép được kính chào các quý thầy cô giáo, chào anh MC Tuấn Việt, chào các bạn học sinh đang theo dõi chương trình. Em tên là Lê Hải Đăng, học sinh lớp 12A, trường Trung học phổ thông thị xã Phú Thọ. Em rất vui mừng khi được tham gia chương trình lần này và cũng chúc tất cả các bạn cùng tham gia thi có được kết quả cao. Rất mong nhận được sự cổ vũ của tất cả mọi người ạ. Và trước khi đến với phần khởi động của Hải Đăng thì chúng ta sẽ cùng theo dõi clip giới thiệu về Hải Đăng cũng như là ngôi trường mà các bạn đang học. Xin chào tất cả các bạn, mình tên là Lê Hải Đăng, học sinh lớp 12A, trường Trung học phổ thông thị xã Phú Thọ. Trường Trung học phổ thông thị xã Phú Thọ là ngôi trường có kỷ cương, nề nếp, xanh sạch đẹp, thân thiện, có truyền thống dạy tốt, học tốt, truyền thống gần 30 năm xây dựng và phát triển. Mình cũng rất vinh dự khi được đại diện cho hơn 1.000 học sinh trong trường tham gia cuộc thi khát vọng học hồng mùa thứ hai. Mình rất yêu thích các môn khoa học tự nhiên, đặc biệt là toán, vì nó giúp mình rèn luyện khả năng tư duy, rèn luyện trí thông minh của bản thân. Đến với cuộc thi lần này, ngoài việc chuẩn bị kỹ các kiến thức trong sách vở, mình cũng đã tìm hiểu bổ sung thêm các kiến thức trên mạng. Mình có một câu châm ngôn là: chúng ta không tạo ra hạnh phúc, chúng ta tự tìm kiếm hạnh phúc của riêng mình. Mình đã sẵn sàng để bước vào cuộc thi lần này, mong các bạn ủng hộ cho mình. Hải Đăng ơi, bạn là người đầu tiên sẽ khởi động trong đấu 90 hôm nay thì lúc này tâm trạng cũng như là cảm xúc của bạn như thế nào? Vâng, em cảm thấy khá là hồi hộp, nhưng mà nhờ sự động viên của các bạn em tin là mình cũng sẽ tự tin để hoàn thành thử thách ạ. Lúc này thì bạn đã sẵn sàng chưa? Rồi ạ. Vâng, bạn đã sẵn sàng thì chúng tôi sẽ gửi tới bạn 10 câu hỏi trong vòng 60 giây. Chúng ta cùng khởi động với Hải Đăng. Trong không gian hình chóp có ít nhất là bao nhiêu cạnh? 6. Chính xác. Tên thái thú người Hán chịu thất bại trong cuộc khởi nghĩa của Hai Bà Trưng và chạy trốn về Qua. Tô Định. Gieo gió Bão. Gặp gì? Chính xác. Nhà văn Victor Hugo là người nước nào? Đức. Pháp mới chính xác. What do we call the list of menu? Việt Nam đã mấy lần đảm nhiệm chức chủ tịch luân phiên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN? 2. Bạn có thêm 10 điểm. Ánh sáng màu xanh có bước sóng ngắn hơn hay dài hơn ánh sáng màu đỏ? Ngắn hơn. Chính xác. Taekwondo là môn võ nổi tiếng của quốc gia nào? Nhật Bản. Hàn Quốc mới chính xác. Bauxit là một loại quặng nhôm. Bạn có thêm 10 điểm. Quá trình nhận CO2 ở thực vật cam phải tiến hành vào thời gian nào trong ngày? Buổi tối. Đúng là như vậy. Và bạn Hải Đăng đã khởi động với 60 điểm. Chúng ta cùng đến với bạn Trung Kiên đến từ trường Trung học phổ thông Cẩm Khê. Rất vui được chào đón em đến với đấu 90 hôm nay. Em xin chào các thầy cô giáo và cùng toàn thể các vị khán giả. Em xin tự giới thiệu, em tên là Quốc Trung Kiên, là học sinh lớp 11A1 trường Trung học phổ thông Cẩm Khê ạ. Vâng. Để hiểu rõ hơn về bạn Trung Kiên cũng như ngôi trường của bạn đang học thì chúng ta sẽ cùng theo dõi những hình ảnh sau đây. Xin chào tất cả các bạn. Mình tên là Quốc Trung Kiên, là học sinh lớp 11A1 trường Trung học phổ thông Cẩm Khê. Là một ngôi trường thơ mộng, nằm bên dòng sông Thao, giàu truyền thống hiếu học. Mình có đam mê với những môn học khoa học tự nhiên, đặc biệt là môn toán. Mình cũng có những người bạn có cùng sở thích với môn học. Ngoài ra, mình cũng có đam mê đọc sách và đam mê với bộ môn cờ vua. Đến với cuộc thi Khát vọng học hồng lần này, mình sẽ cố gắng hết sức, mong mọi người sẽ cổ vũ cho mình. Trường Trung học phổ thông Cẩm Khê chiến thắng. Quốc Kiên đây, em đã có cái sự chuẩn bị như thế nào đến với đấu 90 ngày hôm nay? Dạ, đến với đấu 90 hôm nay thì em đã cùng với tất cả các bạn để cố gắng tìm thêm nhiều thông tin và để nâng cao kiến thức của mình ạ. Vậy thì chắc chắn là em cũng đã sẵn sàng cho khởi động bây giờ chứ? Vâng ạ, vâng, em đã sẵn sàng ạ. Bạn đã sẵn sàng và chúng ta cùng khởi động với Trung Kiên. Chu trình Krebs trong hô hấp hiếu khí xảy ra ở đâu trong thi thể? Chất nền ạ. Chính xác. Cuộc khởi nghĩa Lý Bí chống lại chế độ phong kiến phương Bắc xâm lược thời nhà nào? Bỏ qua. Thời nhà Lương. Trong số La Mã số 50 được viết bằng chữ cái nào?
Lờ ạ. Chính xác. Từ nào còn thiếu trong đoạn thơ thỉnh thoảng nàng? How many hours are there in your day? 24. Chính xác. Châu lục nào có nhiều siêu đô thị nhất thế giới? Châu Âu. Châu Á mới đúng. Hai lực cân bằng là hai lực cùng tác dụng lên một vật cùng giá. Ngược chiều ạ. Chính xác. Con sâu làm dầu? Ngồi canh ạ. Đúng là như vậy. Thép là một hợp kim, kim loại có hàm lượng sắt ạ. Chính xác. Để định dạng căn đều cho một đoạn văn bản, ta sử dụng gì ạ? Đúng là như vậy. Và rất nhanh chóng, bạn Trung Kiên đã khởi động với 70 điểm. Và thí sinh sẽ khởi động thứ 3 trong hành trình chinh phục vòng nguyệt quế của đấu trí 10 hôm nay là bạn Tiến Dũng đến từ trường Trung học phổ thông Phù Ninh. Chào em. Dạ vâng. Lời đầu tiên cho em xin gửi lời chào đến các thầy giáo, cô giáo, anh MC Tuấn Việt, các quý vị đại biểu khách quý cùng toàn thể các bạn có trong trường quay S8 ngày hôm nay cũng như là khán giả truyền hình ạ. Em tên là Lưu Tiến Dũng, lớp 12A7 trường Trung học phổ thông Phù Ninh ạ. Và trước đây thì bạn đã có cơ hội mà đứng trước một khán phòng mà đông khán giả như này bao giờ chưa ạ? Dạ em chưa ạ. Thế lúc này thì cảm xúc của bạn như thế nào? Dạ em thấy rất là vui, tại vì các bạn cổ động viên hôm nay rất là sôi động và năng nổ ạ. Để tìm hiểu rõ hơn về bạn Tiến Dũng và ngôi trường của mình, chúng ta cùng theo dõi những hình ảnh sau đây. Những tháng ngày năm đó ta đã cười thật tươi, 18 đôi 10 những nụ cười đẹp nhất đời. Dẫu gian khó, dẫu phong ba, nhìn ngang ngược sóng gió sẽ qua. Xin chào tất cả các bạn, mình tên là Nguyễn Công Thành và đây là tập thể lớp 11A1 trường Trung học phổ thông Thanh Sơn của mình. Là một học sinh khối khoa học tự nhiên, em có niềm đam mê, thích thú với những vấn đề khoa học, đặc biệt là những vấn đề liên quan đến cuộc sống thực tiễn. Môn học tự nhiên em yêu thích nhất là môn toán, bởi đây là một môn học giúp em rèn luyện khả năng tư duy logic, cũng như là có thể áp dụng để giải rất nhiều những vấn đề trong cuộc sống. Ngoài giờ lên lớp thì em có tham gia hoạt động thể thao nữa, đó là bóng chuyền, không chỉ giúp em nâng cao sức khỏe mà còn là một hình thức giải tỏa những áp lực sau giờ học vô cùng hiệu quả. Với châm ngôn sống, đừng chỉ biết khen người khác, hãy lấy họ làm tấm gương để nỗ lực hơn nữa. Em sẽ luôn cố gắng hết mình, phấn đấu để hoàn thiện bản thân, nâng cao khả năng hơn nữa trong tương lai. Và mục tiêu trước mắt của em chính là đem vinh quang về cho nhà trường và gia đình. Thanh Sơn quyết thắng! Lúc này thì Tiến Dũng đã sẵn sàng chưa? Dạ, em đã sẵn sàng ạ. Và chúng tôi sẽ đưa đến cho bạn những thử thách đầu tiên trong phần thi khởi động. Và chúng ta sẽ cùng khởi động với Tiến Dũng. 60 giây, bắt đầu. Diệp lục có hai loại đó B là... A và B ạ. Chính xác. Thế bước nào đánh dấu nhà Nguyễn đã Paternot đầu hàng? Paternot. Chính xác. Cách chọn những phần tử có phân biệt thứ tự từ một tập hợp. Trình hợp ạ. Chính xác. Điện tử còn thiếu trong những câu thơ sau. Em ngủ cho ngoan đừng rời lưng mẹ. Mẹ dã. Chính xác. What is the official language of... English. Đúng là như vậy. Dầu mỏ khí tự nhiên của khu vực Tây Nam Á tập trung nhiều nhất ở vùng vịnh nào? Vịnh Caribe. Chưa chính xác, vịnh Ba Tư. Mặt phẳng càng nghiêng ít thì lực cần để kéo một vật trên mặt phẳng đó càng... Càng lớn. Nhỏ mới đúng. Lá lành đùm. Lá rách. Đúng là như vậy. Methana có công thức cấu tạo thu gọn là gì? C2H4O. HCHO mới đúng. Trong Microsoft Word để di chuyển con trong hôm. Đúng là như vậy. Và chúc mừng Tiến Dũng đã khởi động với 90 điểm. Và bây giờ thì chúng ta cùng chào đón vị trí số 4 là bạn Công Thành đến từ trường Trung học phổ thông Thanh Sơn. Chào em. Em xin kính chào quý vị đại biểu, các thầy cô giáo. Xin chào anh MC Tuấn Việt cùng toàn thể các bạn học sinh đang xem. Em xin tự giới thiệu, em là Nguyễn Công Thành, học sinh lớp 11A1 trường Trung học phổ thông Thanh Sơn. Hôm nay em rất vui khi được tham gia đấu trí 10 ngày hôm nay ạ. Tên của bạn, ngôi trường của bạn cũng đã rõ. Còn những điều gì thú vị đối với Công Thành thì chúng ta cùng xem những hình ảnh sau đây. Xin chào tất cả các bạn, mình tên là Lưu Tiến Dũng, học sinh lớp 12A7 trường Trung học phổ thông Phù Ninh. Toán học là môn yêu thích của mình vì mình rất thích và hào hứng khi chinh phục được những thử thách. Mình cũng hay nghe nhạc, xem phim để giúp mình thư giãn hơn và giảm stress sau những giờ học căng thẳng. Game show Khát vọng Lạc Hồng thực sự là sân chơi rất lý thú, bổ ích và mình rất vui khi được tham gia chương trình. Những ngày qua,
mình cũng đã dành nhiều thời gian để ôn luyện kiến thức, chuẩn bị những kỹ năng để có thể giành được kết quả tốt nhất về cho nhà trường. Trung học phổ thông Phú Ninh quyết thắng. Trong phần giới thiệu vừa rồi thì tôi thấy mục tiêu trước mắt của bạn đó là đem vinh quang về cho ngôi trường của mình và gia đình của mình. Thì lúc này thì bạn đã sẵn sàng để đến với những thử thách đầu tiên của đấu trí 10 hôm nay chưa? Em đã sẵn sàng. Vâng, bạn đã sẵn sàng. Chúng ta sẽ cùng đến 60 giây khởi động của Công Thành. 60 giây bắt đầu. Dinh dưỡng ở vi sinh vật hay ở động vật? Vi sinh vật mới đúng. Năm 1975, tỉnh nào miền Nam Việt Nam được giải phóng cuối cùng? Bỏ qua. Châu Đốc mới là đáp án. Trong lý thuyết xác suất tập hợp tất cả các kết quả có thể xảy ra. Chính xác. Fortunasin là một điển cố, đúng hay sai? Đúng. Chính xác. What do you usually wear to protect your eyes from the sun? Sunglasses. Đúng là như vậy. Lục địa Australia được bao bọc bởi Nam Thái Bình Dương ở phía đông và đại dương nào ở phía tây? Đại Tây Dương. Ấn Độ Dương mới đúng. Ấn Độ Dương mới đúng. Trong vật lý và toán học, đại lượng có giá trị không đổi được gọi là gì? Bỏ qua. Hằng số mới đúng. Chính có tổ. Người có tông. Chính xác. Polyvinyl chloride được điều chế bằng phản ứng trùng hợp hay trùng ngưng? Trùng ngưng. Trùng hợp mới đúng. Trong tin học, để thể hiện thao tác so sánh trong sơ đồ khối, ta dùng biểu tượng hình gì? Hình tròn. Hình thoi mới đúng ạ. Và xin được chúc mừng Công Thành đã khởi động với 40 điểm. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tổng kết điểm của cả 4 thí sinh sau phần thi khởi động. Bạn Hải Đăng đạt được 60 điểm. 70 điểm là điểm số của bạn Trung Kiên. Tiến Dũng đang được 90 điểm. Và Công Thành có 40 điểm. Đăng tạm dẫn đầu lúc này là bạn Tiến Dũng, trường Trung học phổ thông Phú Ninh với 90 điểm. Thế nhưng mà ba bạn thí sinh còn lại thì cũng đừng lo lắng, bởi vì chúng ta còn cả 3 phần thi phía sau nữa để có thể ghi điểm và gia tăng điểm số của mình để tiến đến về đích một cách tốt nhất. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với phần thi thứ hai, phần thi thử thách. Phần thi thử thách. Các thí sinh tìm ô chữ chủ đề qua 4 câu hỏi và đáp án gợi ý. Mỗi thí sinh chỉ có một lượt lựa chọn và cùng điền đáp án vào máy tính trong thời gian 15 giây. Trả lời đúng trong 5 giây đầu được 30 điểm, trả lời đúng trong 5 giây tiếp theo được 20 điểm, trả lời đúng trong 5 giây cuối được 10 điểm. Thí sinh bấm chuông nhanh giành quyền trả lời đáp án ô chữ chủ đề. Trả lời đúng sau câu 1 được 60 điểm, sau câu 2 được 50 điểm, sau câu 3 được 40 điểm, sau câu 4 được 20 điểm. Trả lời sai bị dừng phần thi. Người bắt đầu phần thi này là thí sinh đứng ở vị trí thứ hai. Ở phần thi thử thách ngày hôm nay thì các bạn sẽ cùng đi tìm ẩn số có 7 chữ cái. Và chúng ta sẽ có 4 ô hàng ngang để gợi ý cho các bạn tìm đến ô chữ chủ đề ngày hôm nay. Và người sẽ lựa chọn đầu tiên là bạn Trung Kiên. Bạn lựa chọn ô hàng ngang số mấy? Dạ, em lựa chọn hàng ngang số 2 ạ. Hàng ngang số 2 là ô chữ có 8 chữ cái. Chúng ta cùng đến với câu hỏi của ô chữ hàng ngang số 2. Đây là căn cứ địa cách mạng, cơ sở hoạt động của các lực lượng vũ trang, nơi ở và làm việc của các cơ quan lãnh đạo cách mạng trong thời kỳ kháng chiến chống ngoại xâm. Thời gian suy nghĩ trả lời bắt đầu. Bạn Hải Đăng trả lời là chiến khu và đó cũng là câu trả lời của Tiến Dũng và Công Thành. Bạn Trung Kiên trả lời là chân mộng và đáp án chính xác của ô hàng ngang số 2 này là chiến khu. Và chúc mừng Hải Đăng, Tiến Dũng, Công Thành đã ghi được 20 điểm và điểm số của mình. Bây giờ sẽ là lựa chọn của bạn Tiến Dũng. Em lựa chọn ô hàng ngang số mấy? Dạ thưa anh, em xin lựa chọn ô hàng ngang số 3. Ô hàng ngang số 3 là một ô chữ có 5 chữ cái. Trung tâm hành chính của một quốc gia gọi là gì? Thời gian suy nghĩ trả lời bắt đầu.
Bạn Hải Đăng chưa có câu trả lời. Bạn Trung Kiên trả lời là Ủy ban. Bạn Tiến Dũng, Công Thành cùng có đáp án là Thủ đô. Và Thủ đô là đáp án chính xác. Xin được chúc mừng Tiến Dũng và Công Thành đã ghi thêm 30 điểm và điểm số của mình. Chúng ta đã đi qua được hai ô hàng ngang và các bạn cũng đều đã giải được. Lúc này thì các bạn có thể bấm chuông để trả lời ô chữ chủ đề. Vâng, vẫn chưa có đáp án ạ. Chúng ta cùng đến với lượt lựa chọn của bạn Công Thành. Em chọn hàng ngang số 4 ạ. Hàng ngang số 4 là một ô chữ có 5 chữ cái. Ông tên thật là Nguyễn Kim Thành, quê ở Thừa Thiên Huế. Ông là một nhà thơ lớn của dân tộc. Mỗi tập thơ của ông gắn với một giai đoạn lịch sử của đất nước. Hãy cho biết ông là nhà thơ nào. Thời gian suy nghĩ trả lời bắt đầu. Cả bốn bạn thí sinh cùng đưa ra đáp án là Tố Hữu. Và đó là một đáp án chính xác. Các bạn đều ghi thêm được 30 điểm vào quỹ điểm của mình. Và chúng tôi đã nhận được tiếng chuông để trả lời ô chữ chủ đề của bạn Hải Đăng. Mời em. Câu trả lời của em là Việt Bắc ạ. Vâng, bạn đưa ra Việt Bắc sau khi đã có 3 ô chữ để gợi ý cho mình. Vì sao mà bạn lại suy nghĩ đến ô chữ này? Có dữ kiện là chiến khu nhà nước thì em nghĩ là Việt Bắc ạ. Bạn nghĩ đến luôn là Việt Bắc? Vâng. Bạn có chắc chắn không? 50-50 ạ. 50-50 thôi à? Và chúc mừng Hải Đăng đã có thêm 40 điểm vào quỹ điểm của mình. Như vậy là chúng ta đã tìm ra ô chữ chủ đề ngày hôm nay là Việt Bắc. Tuy nhiên thì chúng ta vẫn còn một ô hàng ngang nữa mà chúng ta vẫn chưa lật mở. Chúng ta sẽ cùng đến với ô hàng ngang số 1. Và ô hàng ngang này thì chúng tôi dành cho các quý vị khán giả đến cổ vũ ngày hôm nay ạ. Ô hàng ngang số 1 là ô chữ có 5 chữ cái. Câu hỏi dành cho ô hàng ngang số 1 này như sau ạ. Sáng ra bờ suối tối vào hang, cháo bẹ rau măng vẫn sẵn sàng, bàn đá trông chênh dịch sử đảng, cuộc đời cách mạng thật là sang. Hãy cho biết Bác Hồ viết bài thơ này ở đâu? Em xin trả lời câu hỏi là Bác Bó ạ. Vâng, Bác Bó là đáp án chính xác. Như vậy là cả bốn ô chữ ngày hôm nay chúng ta đã cùng lật mở. Đó là Bác Bó, Chiến Khu, Thủ Đô và Tố Hữu. Và ô chữ chủ đề ngày hôm nay là Việt Bắc, bạn Hải Đăng cũng đã giải đáp được. Và chúng tôi muốn nhắc tới Việt Bắc từng là căn cứ địa lớn nhất của cách mạng Việt Nam với các lợi thế về địa hình và truyền thống cách mạng của đồng bào các dân tộc 6 tỉnh Việt Bắc, Cao, Bắc Lạng, Thái, Hà, Tuyên. Chiến khu Việt Bắc vinh dự được Bác Hồ và Trung ương Đảng giao cho sứ mệnh lịch sử đặc biệt, bảo đảm bí mật, an toàn cho chỉ đạo cách mạng. Việt Bắc còn được gọi là Thủ đô Gió Ngàn và đã được nhà thơ Tố Hữu sáng tác bài thơ nổi tiếng Việt Bắc. Hiện nay, chiến khu Việt Bắc còn lưu giữ nhiều di tích lịch sử liên quan đến cuộc đời hoạt động của Bác ở đây. Và với việc giải được ô chữ chủ đề là Việt Bắc thì bạn Hải Đăng đã ghi thêm được 40 điểm vào quỹ điểm của mình và chúng ta sẽ cùng tổng kết số điểm của cả 4 thí sinh sau 2 phần thi vừa rồi. Bạn Hải Đăng đạt được 150 điểm. 100 điểm là điểm số của bạn Trung Kiên. 170 điểm là điểm số của Tiến Dũng. Và Công Thành đang có 120 điểm. Cách đây ít phút thì bạn Tiến Dũng đã xuất sắc vươn lên dẫn đầu với 170 điểm. Các bạn thí sinh lúc này thì chúng ta sẽ có thêm một người bạn đồng hành để tiếp sức cho mình trong phần thi tiếp theo này. Và chúng ta sẽ cùng đến với phần thi tiếp theo, phần thi đồng hành. Phần thi đồng hành. Ở phần thi này, thí sinh được chọn một người chơi cùng để trả lời 5 câu hỏi thuộc các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, tự nhiên, nghệ thuật, thể thao, tiếng Anh. Mỗi câu hỏi, thí sinh và người cùng chơi phải tìm đáp án của câu hỏi và điền vào máy tính trong thời gian 10 giây. Mỗi câu trả lời đúng được 20 điểm. Nếu trả lời đúng cả 5 đáp án thì được cộng thêm 30 điểm. Điểm tối đa cho phần thi là 130 điểm.
Người bắt đầu phần thi này là thí sinh đứng ở vị trí thứ 3. Và người sẽ bắt đầu phần thi đồng hành ngày hôm nay chính là bạn Tiến Dũng. Bạn giới thiệu về người bạn đồng hành của mình. Dạ, thưa anh, người bạn đồng hành của em hôm nay là bạn Nguyễn Thị Bích Loan ạ. Vâng. Xin chào người bạn đồng hành của Tiến Dũng. Em hãy giới thiệu đôi chút về mình. Xin gửi lời chào đến anh Tuấn Việt, các quý vị đại biểu, các thầy cô giáo cùng toàn thể các bạn học sinh đang có mà trong trường quay ngày hôm nay. Em tên là Nguyễn Thị Bích Loan, học sinh lớp 12A7, trường Trung học Phổ thông Phú Ninh. Vâng, khi mà đến với trường quay S8 ngày hôm nay và theo dõi phần thi của bạn của mình và lúc này thì đang tạm dẫn đầu với 170 điểm, thì bạn cảm thấy là người bạn của mình đã có phần thi như thế nào? Em thấy bạn có phần thi rất là xuất sắc. Vâng, lúc này thì các bạn đã sẵn sàng chưa? Dạ rồi ạ. Vâng, hai bạn đã sẵn sàng thì chúng tôi sẽ gửi tới gói câu hỏi đồng hành dành cho Tiến Dũng và người bạn đồng hành như sau. Nếu tăng chiều dài một cạnh hình vuông lên gấp 2 lần thì diện tích hình vuông đó tăng lên bao nhiêu lần? Thời gian suy nghĩ trả lời bắt đầu. Các bạn đưa ra câu trả lời là 4 và đó cũng là đáp án của chương trình. Và chúc mừng hai bạn đã ghi thêm được 20 điểm vào quỹ điểm của mình. Chúng ta cùng đến với câu hỏi số 2 dành cho Tiến Dũng như sau. What is the biggest planet in the solar system? Thời gian suy nghĩ trả lời, bắt đầu. Các bạn đưa ra câu trả lời là Jupiter, sao Mộc và đó là đáp án chính xác. Các bạn tiếp tục có thêm 20 điểm vào quỹ điểm của mình và chúng ta sẽ cùng tiến đến câu hỏi số 3 dành cho Tiến Dũng và người bạn đồng hành. Câu hỏi như sau. Loại đất nào có diện tích lớn nhất ở đồng bằng sông Cửu Long? Thời gian suy nghĩ trả lời bắt đầu. Các bạn trả lời là Phù Sa. Và Phù Sa thì có diện tích là 1,2 triệu hecta. Và diện tích này là lớn thứ hai. Và diện tích lớn nhất 1,6 triệu hecta là đất phèn. Vâng, hãy bình tĩnh để đưa ra những đáp án chính xác nhất ạ. Chúng ta cùng đến với câu hỏi số 4 dành cho Tiến Dũng và người bạn đồng hành. Câu hỏi như sau. Cảnh ngày tàn trong truyện ngắn Hai đứa trẻ của Thạch Lam được báo hiệu bằng âm thanh gì? Thời gian suy nghĩ trả lời, bắt đầu. Tiếng tàu chưa chính xác và tiếng trống mới là đáp án của câu hỏi này. Cùng đến với câu hỏi số 5 trong phần thi đồng hành của Tiến Dũng. Câu hỏi như sau. Úp cây trong chuông thủy tinh kín, sau một đêm, ta thấy nước đọng lại ở mép lá. Đây là hiện tượng gì? Thời gian suy nghĩ trả lời, bắt đầu. Các bạn trả lời là hô hấp. Và đáp án của câu hỏi này là ứ giọt. Vâng, như vậy là các bạn đã có thêm kiến thức cho mình. Và xin được cảm ơn người bạn đồng hành của Tiến Dũng ngày hôm nay. Và các bạn đã ghi thêm được 40 điểm trong phần thi vừa rồi. Và mời người bạn sẽ nhận một phần quà của nhà tài trợ. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với phần thi đồng hành của Công Thành đến từ trường Trung học Phổ thông Thanh Sơn. Em hãy giới thiệu với người bạn đồng hành của mình ngày hôm nay. Bạn đồng hành của em hôm nay là bạn Trần Kim Ngọc ạ. Vâng, xin mời người bạn đồng hành của Công Thành. Em hãy giới thiệu đôi chút về mình. Em xin kính chào anh MC, các quý vị đại biểu, các thầy cô giáo cùng các bạn. Em tên là Trần Kim Ngọc và hôm nay em rất vinh dự khi được là bạn đồng hành của bạn Công Thành ạ.
Ngày hôm nay thì hai bạn đã có sự ghép cặp ở trong phần thi đồng hành, thì đây là sự lựa chọn của hai bạn hay là có sự lựa chọn như thế nào? Đây là sự lựa chọn của bọn em ạ, tại vì bọn em đã gặp nhau trong chương trình thi của trường ạ. Hai bạn đã gặp nhau trong cuộc thi của trường, tức là đã có một sự ăn ý đôi chút đúng không? Hai bạn đã có cái sự chuẩn bị như thế nào để đến với đồng hành của Đấu Chí 10 hôm nay? Trước phần thi ngày hôm nay thì bọn em đã cùng nhau ôn tập kiến thức và trao đổi kinh nghiệm ạ. Như vậy là chắc chắn các bạn cũng đã sẵn sàng để đến với đồng hành rồi chứ? Vâng ạ. Vâng, chúng ta sẽ cùng đến với phần thi đồng hành của Công Thành. Xin mời gói câu hỏi của Công Thành. Tìm số bé nhất khác 1 mà khi chia cho 2, 3, 4, 5, 6 cùng có số dư bằng 1. Thời gian suy nghĩ trả lời bắt đầu. Các bạn trả lời là 37. Tuy nhiên số này hơi nhỏ. Đáp án của chương trình là 61. Cùng đến với câu hỏi số 2 dành cho Công Thành và người bạn đồng hành. Câu hỏi như sau. Tên nước Đại Việt có từ thời vị vua nào của nhà Lý? Thời gian suy nghĩ trả lời bắt đầu. Các bạn trả lời là Lý Thái Tổ. Và đáp án của chương trình là Lý Thánh Tông. Hãy thật bình tĩnh và quý vị khán giả cổ vũ cho Công Thành đâu ạ. Chúng ta cùng đến với câu hỏi số 3 dành cho Công Thành và người bạn đồng hành. Trên mặt thoáng của chất lỏng đồng thời xảy ra hai quá trình là quá trình bay hơi và quá trình nào? Thời gian suy nghĩ trả lời bắt đầu. Các bạn trả lời là ngưng tụ. Và chúc mừng các bạn đã có thêm 20 điểm vào quỹ điểm của mình. Cùng đến với câu hỏi số 4 dành cho Công Thành và người bạn đồng hành. Câu hỏi như sau. Nhân vật Huấn Cao được hư cấu từ nguyên mẫu nào? Thời gian suy nghĩ trả lời bắt đầu. Các bạn trả lời là Cao Bá Quát. Và trong chữ Người Tử Tù của nhà văn Nguyễn Tuân thì đã lấy Cao Bá Quát làm cảm hứng cho Huấn Cao. Chúc mừng Công Thành và người bạn đồng hành đã tiếp tục ghi thêm 20 điểm vào quỹ điểm của mình. Chúng ta cùng đến với câu hỏi số 5. What is the South Korea's currency code? Thời gian suy nghĩ trả lời bắt đầu. Các bạn đưa ra câu trả lời là won. Và tôi muốn hỏi là các bạn câu hỏi này đang hỏi gì vậy ạ? Em thưa anh là câu hỏi này hỏi là đơn vị tiền tệ của Hàn Quốc là gì ạ? Vâng, và won là câu trả lời chính xác. Như vậy các bạn tiếp tục ghi thêm 20 điểm vào quỹ điểm của mình. Và như vậy cũng đã khép lại phần đồng hành của Công Thành. Và các bạn đã xuất sắc ghi được 60 điểm vào quỹ điểm của mình sau phần thi đồng hành. Và cảm ơn người bạn đồng hành của Công Thành. Xin mời bạn bước ra sân khấu để nhận phần quà của ban tổ chức. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với phần thi đồng hành của bạn Hải Đăng ở vị trí số 1. Em hãy giới thiệu về người bạn đồng hành ngày hôm nay của mình. Người bạn đồng hành của em hôm nay là bạn Phan Hương Lan ạ. Vâng, xin mời người bạn đồng hành của Hải Đăng. Xin chào người bạn đồng hành của Hải Đăng. Em hãy giới thiệu đôi chút về mình. Dạ, lời đầu tiên cho em xin gửi lời tới ban giám khảo, các thầy giáo, cô giáo cùng tất cả các bạn học sinh đang có mặt tại trường quay. Lời hôm nay lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất ạ. Dạ, em xin tự giới thiệu, em tên là Phan Hương Lan, học sinh lớp 12A trường Trung học phổ thông thị xã Phú Thọ. Ngày hôm nay em rất vui khi được làm người bạn đồng hành của bạn đang tham gia chương trình lần này ạ. Nếu như có một lời động viên mà lúc này đang đứng cạnh với Hải Đăng thì em sẽ dành câu động viên nào cho Hải Đăng hôm nay?
Dạ, em chúc bạn sẽ tự tin chiến thắng ạ. Vâng, cả hai bạn cũng sẽ tự tin để tiến đến phần thi đồng hành rồi chứ? Dạ, rồi ạ. Vâng, hai bạn đã tự tin, sẵn sàng và chúng ta sẽ cùng đến với phần thi đồng hành của Hải Đăng. Xin mời câu hỏi. Dao của tập hợp hình thang cân và tập hợp hình bình hành là tập hợp các hình gì? Thời gian suy nghĩ trả lời bắt đầu. Các bạn trả lời là chữ nhật. Và đó là một câu trả lời chính xác. Và chúng ta cùng đến với câu hỏi số 2 dành cho Hải Đăng và người bạn đồng hành. Câu hỏi như sau. Phong trào Tây Sơn nổ ra vào năm nào? Thời gian suy nghĩ trả lời bắt đầu. Các bạn trả lời là 1984. Và đáp án của câu hỏi này là năm 1771. Vâng, chúng ta cùng đến với câu hỏi số 3 dành cho Hải Đăng và người bạn đồng hành. Câu hỏi như sau. Loại lực cản xuất hiện giữa các bề mặt vật chất chống lại xu hướng thay đổi vị trí tương đối giữa hai bề mặt được gọi là lực gì? Thời gian suy nghĩ trả lời bắt đầu. Các bạn trả lời là ma sát. Và các bạn có thêm 20 điểm vào quỹ điểm của mình. Đó là một đáp án chính xác. Chúng ta cùng đến với câu hỏi tiếp theo dành cho Hải Đăng và người bạn đồng hành. Xin mời câu hỏi. Văn bản xin lập khoa luật của tác giả nào? Thời gian suy nghĩ trả lời bắt đầu. Các bạn chưa đưa ra được câu trả lời và văn bản xin lập khoa luật thì được ghi ở trong bản điều trần tế cấp bắt điều, tức là 8 điều cần làm gấp dâng lên triều đình của Nguyễn Trường Tộ. Vâng, quên mất đúng không ạ? Cố gắng câu hỏi cuối cùng này chúng ta sẽ nhớ thật nhanh nhé. Chúng ta cùng đến với câu hỏi số 5 dành cho Hải Đăng và người bạn đồng hành. Câu hỏi như sau. What do we call the part of the Earth's surface that is not covered by water? Thời gian suy nghĩ trả lời bắt đầu. Các bạn đưa ra câu trả lời là ice. Câu hỏi này thì đang hỏi cái gì vậy ạ? Câu hỏi nó là cái nơi mà nó có ít nước. Thế mọi người nghĩ là sa mạc. Vâng, câu hỏi này thì chúng tôi đang muốn hỏi tới là cái phần bề mặt của trái đất mà không được bao phủ bởi nước thì đó là mặt đất, là land. Vâng, và như vậy là Hải Đăng đã hoàn thành phần thi đồng hành của mình với 40 điểm. Và xin được cảm ơn người bạn đồng hành của Hải Đăng ngày hôm nay. Mời bạn bước ra sân khấu để nhận một phần quà của ban tổ chức. Và bây giờ thì sẽ là phần thi đồng hành của bạn Trung Kiên. Em hãy giới thiệu với người bạn đồng hành của mình hôm nay. Dạ, bạn đồng hành của em là anh Nguyễn Khánh Thiện ạ. Vâng, xin mời người bạn đồng hành của Trung Kiên. Lần đầu tiên cho em xin phép được gửi lời chào trân trọng nhất tới anh MC Tuấn Việt, các bạn khán giả, các quý vị đại biểu đang có mặt trong hội trường ngày hôm nay ạ. Em tên là Nguyễn Khánh Thiện, học sinh lớp 12A2 trường Trung học phổ thông Ngọc Khê. Hôm nay em rất vinh dự được tới để có thể trợ giúp cho bạn Quất Trung Kiên đạt được kết quả cao nhất ạ. Để có thể trợ giúp đạt được kết quả cao nhất thì hai bạn đã có sự ôn luyện như thế nào? Chúng em đã tập qua các cái câu hỏi từ các số lần trước và đã cùng hỏi đáp với nhau về một số các câu hỏi đấy để có thể nâng cao kiến thức cá nhân mình
để có thể chinh phục trong vòng thi tiếp sức ngày hôm nay ạ. Vâng, với sự chuẩn bị kỹ lưỡng như vậy thì tôi hy vọng là các bạn sẽ đạt được điểm số tốt nhất ở trong phần thi này. Hai bạn đã sẵn sàng chưa? Chúng em đã sẵn sàng ạ. Vâng, các bạn đã sẵn sàng. Chúng ta cùng đến với phần thi đồng hành của bạn Trung Kiên. Xin mời gói câu hỏi đồng hành. Kim giờ và kim phút của đồng hồ tạo thành một góc nhọn ở tâm có số đo là bao nhiêu độ lúc 13 giờ? Thời gian suy nghĩ trả lời bắt đầu. Các bạn trả lời là 30 và đó là câu trả lời chính xác. Chúng ta cùng đến với câu hỏi số 2 dành cho Trung Kiên và người bạn đồng hành. Câu hỏi như sau. In GDP, what does P stand for? Thời gian suy nghĩ trả lời bắt đầu. Person là câu trả lời của các bạn. Và GDP, viết tắt của Gross Domestic Product, và P, viết tắt của Product mới chính xác ạ. Vâng, hãy thật bình tĩnh. Chúng ta cùng đến với câu hỏi tiếp theo dành cho Trung Kiên và người bạn đồng hành. Câu hỏi như sau. Thiết bị biến đổi dòng điện xoay chiều từ điện áp này sang điện áp khác khi tần số không thay đổi có tên là gì? Thời gian suy nghĩ trả lời bắt đầu. Các bạn trả lời là máy biến áp. Và các bạn có thêm 20 điểm vào quỹ điểm của mình. Chúng ta cùng tiến đến câu hỏi số 4 dành cho Trung Kiên và người bạn đồng hành. Xin mời câu hỏi. Anton Pavlovich Chekhov được xem là một trong những nhà văn chuyên thể loại nào vĩ đại nhất trong lịch sử nhân loại? Thời gian suy nghĩ trả lời bắt đầu. Các bạn trả lời là ngắn. Tuy nhiên chúng tôi đang hỏi thể loại của nhà văn này và đó là thể loại truyện ngắn mới đúng ạ. Tôi nghe thấy các bạn bàn luận rất là sôi nổi và đã đi đúng hướng, tuy nhiên là gõ chữ thì cần phải chính xác hơn ạ. Chúng ta cùng đến với câu hỏi cuối cùng dành cho Trung Kiên và người bạn đồng hành. Xin mời câu hỏi. Cường độ quang hợp tiếp tục tăng tỷ lệ thuận với cường độ ánh sáng cho đến điểm nào ánh sáng? Thời gian suy nghĩ trả lời bắt đầu. Các bạn trả lời là bão hòa. Và đó là đáp án chính xác. Và chúc mừng các bạn đã đạt được 60 điểm vào quỹ điểm của mình trong phần thi đồng hành này. Và xin được cảm ơn người bạn đồng hành của Trung Kiên đã đồng hành rất tốt cho Trung Kiên ngày hôm nay. Và mời bạn bước ra sân khấu để nhận một phần quà của ban tổ chức. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tổng kết điểm của cả 4 thí sinh sau 3 phần thi vừa qua. 190 điểm là điểm số của bạn Hải Đăng. 160 điểm là điểm số của bạn Trung Kiên. 210 điểm là điểm số của Tiến Dũng. Và Công Thành có 180 điểm. Lúc này chúng ta sẽ cùng đến với một phần thi vô cùng quan trọng và xem ai sẽ chạm tay vào chiếc vòng nguyệt quế của đấu trí 10 ngày hôm nay. Và chúng ta cùng về đích. Phần thi về đích có 3 lĩnh vực cho thí sinh lựa chọn, gồm khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, nghệ thuật thể thao tiếng Anh. Mỗi lĩnh vực có các câu hỏi với 3 mức điểm, 10 điểm, 20 điểm, 30 điểm. Thí sinh luân phiên thi phần này và mỗi người có 3 lượt lựa chọn nhưng không được lựa chọn cùng mức điểm trong cùng một lĩnh vực. Thời gian trả lời mỗi câu là 15 giây. Nếu người chơi chính trả lời sai,
3 người chơi còn lại bấm chuông giành quyền trả lời. Trả lời đúng được cộng 50% số điểm của câu hỏi lấy từ quỹ điểm của người chơi chính. Trả lời sai bị trừ 50% số điểm của câu hỏi, điểm của người chơi chính được giữ nguyên. Các thí sinh được một lần đặt ngôi sao hy vọng. Trả lời đúng được nhân đôi số điểm của câu hỏi. Trả lời sai hoặc không có đáp án bị trừ bằng số điểm dành cho câu hỏi đó. Khi người chơi chính không trả lời được câu hỏi có ngôi sao hy vọng, các thí sinh khác bấm chuông giành quyền trả lời. Trả lời đúng được cộng 50% số điểm của câu hỏi chọn. Trả lời sai bị trừ 50% số điểm của câu hỏi chọn. Người bắt đầu phần thi này là thí sinh đứng ở vị trí thứ tư. Vâng, số điểm của các bạn thí sinh thì đang cách nhau cũng không quá cao đâu ạ. Lúc này điểm số 210 đang tạm dẫn đầu và người sẽ lựa chọn đầu tiên trong phần thi về đích này là bạn Công Thành. Bạn sẽ lựa chọn gói câu hỏi nào với bao nhiêu điểm? Em chọn gói khoa học tự nhiên 20 điểm ạ. Khoa học tự nhiên 20 điểm. Xin mời câu hỏi. Từ các chữ số 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 có thể lập được bao nhiêu số có 3 chữ số khác nhau và chia hết cho 5? 15 giây suy nghĩ trả lời. Bắt đầu. Bạn trả lời rõ hơn ạ. 216 số ạ. Chúng tôi muốn nghe một câu trả lời khác. Thời gian suy nghĩ trả lời bắt đầu. Xin mời bạn Trung Kiên ạ. Dạ, câu trả lời của em là 50 ạ. 55 mới là đáp án của câu hỏi này. Vâng, không sao cả. Chúng ta vẫn còn rất nhiều những câu hỏi phía trước. Và bây giờ sẽ là lựa chọn của bạn Hải Đăng. Xin mời Hải Đăng. Chọn khoa học tự nhiên 10 điểm ạ. Khoa học tự nhiên 10 điểm dành cho Hải Đăng như sau. Dụng cụ khoa học nào sau đây là thấu kính phân kỳ, kính lão, kính cận, kính lúp, vật kính của máy ảnh? 15 giây suy nghĩ trả lời, bắt đầu. Câu trả lời của em là kính lão ạ. Thời gian cho ba bạn còn lại bắt đầu. Vâng, xin mời Trung Kiên. Dạ, câu trả lời của em là kính cận ạ. Đó là một đáp án chính xác. Vâng, bạn đã ghi thêm được nửa số điểm của câu hỏi vừa rồi, lấy từ quỹ điểm của bạn Hải Đăng. Chúng ta sẽ cùng đến với lượt lựa chọn của bạn Trung Kiên. Dạ, em chọn khoa học tự nhiên 20 điểm ạ. Khoa học tự nhiên 20 điểm dành cho Trung Kiên như sau. Kể tên các dạng cân bằng của vật rắn là... Thời gian suy nghĩ trả lời bắt đầu. Cân bằng bền, cân bằng không bền và cân bằng phím định ạ. Bạn có thêm 20 điểm vào quỹ điểm của mình. Đó là một câu trả lời chính xác. Vâng, và bây giờ thì bạn Tiến Dũng, bạn sẽ lựa chọn gói câu hỏi và nào và bao nhiêu điểm? Dạ, em xin chọn gói câu hỏi khoa học tự nhiên 10 điểm ạ. Khoa học tự nhiên 10 điểm. Câu hỏi như sau. Từ A đến B có 3 con đường, từ B đến C có 4 con đường. Hỏi có bao nhiêu cách chọn đường đi từ A đến C qua B? Thời gian suy nghĩ trả lời bắt đầu. 12 ạ. Mười hai là đáp án chính xác. Bạn có thêm 10 điểm vào quỹ điểm của mình. Và bây giờ sẽ là lựa chọn thứ hai của Công Thành. Lúc này thì em đang cách biệt với người đang tạm dẫn đầu là 40 điểm. Em sẽ lựa chọn gói câu hỏi nào và bao nhiêu điểm? Khoa học tự nhiên 10 điểm kèm ngôi sao hy vọng. Khoa học tự nhiên 10 điểm kèm ngôi sao hy vọng. Câu hỏi như sau. Các đồng đẳng của benzen còn được gọi là gì? Thời gian suy nghĩ trả lời bắt đầu. Thời gian cho ba bạn còn lại bắt đầu. Vâng,
Xin mời Tiến Dũng. Dạ, câu trả lời của em là ankin benzen ạ. Đó là một đáp án chính xác. Vâng, và với việc lựa chọn ngôi sao hy vọng nên Công Thành đã bị trừ 10 điểm trong quỹ điểm của mình vừa rồi. Và xin được chúc mừng bạn Tiến Dũng đã ghi thêm được số điểm vào điểm số của mình. Và bây giờ sẽ là lượt lựa chọn thứ hai của Hải Đăng. Chọn khoa học tự nhiên 20 điểm ạ. Vâng, khoa học tự nhiên 20 điểm và tôi vẫn đang chờ ngôi sao hy vọng. Và các bạn sẽ có một lượt lựa chọn ngôi sao hy vọng trong cả 3 phần thi của mình. Vâng, chúng ta cùng đến với khoa học tự nhiên 20 điểm dành cho Hải Đăng, câu hỏi như sau. Nước và các chất khoáng hòa tan được vận chuyển từ rễ lên lá theo mạch nào? Thời gian suy nghĩ trả lời bắt đầu. Câu trả lời của em là mạch gỗ ạ. Chúng tôi đã nghe rất rõ câu trả lời của bạn. Bạn trả lời rất nhanh ngay sau khi đọc câu hỏi. Và mạch gỗ là đáp án chính xác. Vâng, bây giờ sẽ là lựa chọn thứ hai của Trung Kiên. Em chọn khoa học tự nhiên 10 điểm ạ. Khoa học tự nhiên 10 điểm, câu hỏi như sau. Cơ quan nào trong cơ thể tham gia điều hòa nồng độ các chất dinh dưỡng trong máu, đồng thời khử các chất độc có hại với cơ thể? 15 giây suy nghĩ trả lời, bắt đầu. Gan ạ. Gan ạ. Có vẻ như khoa học tự nhiên là một lợi thế của cả 4 thí sinh ngày hôm nay và đó tiếp tục là một câu trả lời đúng. Vâng, bạn đã có thêm 10 điểm vào quỹ điểm của mình. Bây giờ là lựa chọn của Tiến Dũng. Dạ, khoa học tự nhiên 20 điểm ạ. Vâng, khoa học tự nhiên 20 điểm, câu hỏi như sau. Dẫn khí ethylene vào dung dịch kali permanganat, thấy màu tím của dung dịch nhạt dần và xuất hiện một chất kết tủa đen. Công thức phân tử của kết tủa này là gì? Thời gian suy nghĩ trả lời bắt đầu. MnO2 ạ. Đó, tiếp tục là một câu trả lời đúng. Bây giờ là lựa chọn thứ ba, cũng là lựa chọn cuối cùng của Công Thành trong phần thi về đích rồi. Em lựa chọn gói câu hỏi nào với bao nhiêu điểm? Khoa học tự nhiên 30 điểm ạ. Vâng, khoa học tự nhiên 30 điểm. Xin mời câu hỏi. Tìm chữ số tận cùng của tổng sau. S bằng 1 giai thừa cộng 2 giai thừa cộng 3 giai thừa cộng 3 chấm cộng 2005 giai thừa. Thời gian suy nghĩ trả lời bắt đầu. Tôi đã nghe rõ câu trả lời của bạn và tôi muốn nghe một câu trả lời khác. Thời gian bắt đầu. Vâng, Trung Kiên, mời Trung Kiên. Dạ, đáp án của em là 3. Và 3 là đáp án chính xác. Vâng, và bây giờ tiếp tục là lựa chọn của Hải Đăng. Em đang cách biệt với người bạn đang dẫn đầu của mình là 40 điểm. Và đây là lựa chọn cuối cùng rồi. Em sẽ lựa chọn gói câu hỏi nào với bao nhiêu điểm? Khoa học xã hội 10 điểm ạ. Vâng, khoa học xã hội 10 điểm dành cho Hải Đăng như sau. Chúng ta thà hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ. Đây là đoạn trích trong văn kiện nào? 15 giây suy nghĩ trả lời bắt đầu. Câu trả lời của em là lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến ạ. Và đó là một câu trả lời chính xác. Vâng, bây giờ sẽ là lựa chọn cuối cùng của Trung Kiên. Dạ, em lựa chọn khoa học tự nhiên 30 điểm có sao ạ? Khoa học tự nhiên 30 điểm có ngôi sao hy vọng dành cho Trung Kiên như sau. Có các động vật sau: cá chép,
khỉ, bọ ngựa, cào cào, bọ cánh cam, bọ rùa, những loài nào thuộc động vật phát triển qua biến thái không hoàn toàn. Thời gian suy nghĩ trả lời bắt đầu. Bọ ngựa cào cào ạ. Bọ ngựa và cào cào ạ. Chú Kiên ơi, em có biết điểm số lúc này của mình là bao nhiêu không? Chắc là 170 ạ. Điểm số của bạn đang là 200. Và sau câu trả lời vừa rồi, bạn có 260 điểm. Lượt lựa chọn cuối cùng của Tiến Dũng. Em lựa chọn gói câu hỏi nào với bao nhiêu điểm? Khoa học xã hội 20 điểm. Vâng. Khoa học xã hội 20 điểm dành cho Tiến Dũng như sau. Ai là người Việt Nam đầu tiên được UNESCO công nhận là danh nhân văn hóa thế giới? Thời gian suy nghĩ trả lời bắt đầu. Hồ Chí Minh ạ. Bạn trả lời là Hồ Chí Minh. Và chúng tôi muốn nghe một câu trả lời khác ạ. Vâng, xin mời Hải Đăng. Câu trả lời của em là Nguyễn Trãi ạ. Và đó mới là một đáp án chính xác. Và Nguyễn Trãi là người Việt Nam đầu tiên được UNESCO công nhận là danh nhân văn hóa thế giới. Và chúc mừng cả 4 thí sinh. Chúng ta đã hoàn thành phần thi đấu trí ngày hôm nay. Và chúng ta sẽ cùng tổng kết số điểm của cả 4 thí sinh sau trận đấu trí ngày hôm nay. Hải Đăng với 225 điểm. Và xin được chúc mừng Trung Kiên với 260 điểm. Tiến Dũng có 235 điểm. Và 155 điểm là điểm số của Công Thành. Xin được chúc mừng cả 4 thí sinh. Và như vậy là chúng ta đã tìm ra được chủ nhân của chiếc vòng nguyệt quế của trận đấu chí 10 ngày hôm nay. Đó chính là bạn Trung Kiên đến từ trường Trung học phổ thông Cẩm Khê với 260 điểm. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với phần trao quà cho các nhà trường. Và chúng tôi xin được kính mời các thầy cô giáo đại diện của 4 ngôi trường ngày hôm nay sẽ bước lên sân khấu để nhận phần quà của ban tổ chức ạ. Chúng tôi xin được trân trọng kính mời đại diện của 4 ngôi trường thị xã Phú Thọ, Trung học phổ thông Cẩm Khê, Trung học phổ thông Phù Ninh và Trung học phổ thông Thanh Sơn nhận phần quà của ban tổ chức. Chúng tôi trân trọng kính mời nhà giáo ưu tú Phùng Quốc Lập, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Phó trưởng ban tổ chức game show Khát vọng Lạc Hồng mùa 2 năm 2023 trao quà của ban tổ chức là chiếc đồng hồ có in logo chương trình cho các nhà trường có thí sinh tham gia cuộc thi ngày hôm nay. Chúng tôi trân trọng kính mời bà Đặng Thị Thu Hà, Phó Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hùng Vương trao quà tặng là bộ công cụ hướng nghiệp cho học sinh và giáo viên trị giá 20 triệu đồng một bộ cho 4 ngôi trường có thí sinh tham dự đấu trí 10 hôm nay. Trân trọng kính mời nhà báo Đặng Chí Thành, Phó Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Phú Thọ trao phần quà là một chiếc quạt cây Mitsubishi của nhà tài trợ Công ty Cổ phần Dịch vụ Sen Hồng cho nhà trường có thí sinh đạt giải nhất, đó là trường Trung học phổ thông Cẩm Khê. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần trao giải cho các thí sinh. Và lúc này chúng ta sẽ cùng chúc mừng giải 3 của ngày hôm nay. Xin được chúc mừng bạn Công Thành và Hải Đăng đã đạt giải 3 của đấu trí 10 hôm nay. Chúng tôi trân trọng kính mời ông Quách Trung Ánh, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Giáo dục Quốc tế EduGo trao hoa và tiền thưởng cho hai thí sinh đạt giải 3. Giải thưởng dành cho mỗi bạn thí sinh đạt giải 3 trong cuộc thi tại đấu trí là hoa và tiền thưởng trị giá 1.500.000 đồng. Và sau đây chúng ta cùng vinh danh bạn đạt giải nhì trong đấu trí 10 ngày hôm nay. Đó chính là bạn Tiến Dũng đến từ trường Trung học phổ thông Phù Ninh. Chúng tôi trân trọng kính mời Phó Giáo sư Tiến sĩ Phan Thị Tình, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Hùng Vương, Phó trưởng ban tổ chức game show Khát vọng Lạc Hồng trao hoa và tiền thưởng cho thí sinh đạt giải nhì. Phần thưởng dành cho thí sinh đạt giải nhì trong các cuộc thi tại đấu trí là hoa và tiền thưởng trị giá 2 triệu đồng. Và xin được mời bạn thí sinh đạt giải nhất ngày hôm nay, bạn Trung Kiên đến từ trường Trung học phổ thông Cẩm Khê sẽ bước ra bục vinh quang để nhận phần quà của nhà tài trợ. Chúng tôi trân trọng kính mời ông Nguyễn Hữu Tiến, Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu sữa và Dinh dưỡng Quốc tế Natromark trao quà của nhà tài trợ cho cả 4 thí sinh.
Và tất nhiên rồi, bây giờ chúng ta cùng chúc mừng bạn Trung Kiên đến từ trường Trung học phổ thông Cẩm Khê đã giành chiếc vòng nguyệt quế của đấu trí 10 ngày hôm nay. Và chúng tôi trân trọng kính mời nhà báo Đào Xuân Quỳnh, Phó Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Phú Thọ trao vòng nguyệt quế cho thí sinh đạt giải nhất. Chúng tôi cũng trân trọng kính mời ông Nguyễn Đăng Khoa, Phó Giám đốc Trung tâm Kinh doanh VNPT Phú Thọ trao tiền thưởng cho thí sinh đạt giải nhất. Xin được cảm ơn nhà báo Đào Xuân Quỳnh và cảm ơn ông Nguyễn Đăng Khoa. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy đấu trí 10 ngày hôm nay đã khép lại. Cả 4 thí sinh đã có một trận đấu vô cùng cảm xúc. Và chúc mừng em Trung Kiên đến từ trường Trung học phổ thông Cẩm Khê đã giành được vòng nguyệt quế đấu trí 10 ngày hôm nay. Và chúng ta sẽ cùng gặp lại em ở tranh tài 4. Và bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị. Với bạn bè năm khát vọng là không vươn xa, tôi trẻ đam mê khoa học tri thức. Chúng ta nơi đất tổ hùng vương cùng thắp sáng khát vọng lạc hậu.